Chào mừng các bạn đến với phần 4, những công cụ bổ trợ khả năng gây ảnh hưởng. Thì chúng ta có 3 công cụ, đó là 3 cái kỹ năng chúng ta sẽ rèn luyện: kỹ năng thuyết phục, kỹ năng hành xử kiên quyết và kỹ năng gây thiện cảm. Thì trước khi đi vào phần 4 ha, thì xin mời các bạn chúng ta cùng ôn lại những gì chúng ta đã học ở cuối phần 3, chính là ở bài 11. Đó là chúng ta dùng lý lẽ để thuyết phục. Khi dùng lý lẽ để thuyết phục có nghĩa là chúng ta thuyết phục người khác bằng lời nói của mình dựa vào lý, và chúng ta thuyết phục thường là chúng ta nêu lên những cái chứng cứ, những cái lợi ích mà họ sẽ có được khi họ thực hiện đúng theo những gì thuyết phục. Và cái hiệu quả, cái hữu dụng của nó là khi chúng ta có được những cái mục tiêu chung, những cái giá trị chung, khi chúng ta có thời gian để thảo luận kỹ càng đấy, và chúng ta có tăng được cái uy tín. Lợi ích của nó là tăng uy tín, và lợi ích thứ hai là chúng ta có thể giúp cho cái việc hai bên có sự tận tâm, cái người được thuyết phục họ tận tâm tận lực khi mà họ làm việc. Và cuối cùng là cái lợi ích thứ ba, đó là không tốn kém chi phí. Tuy nhiên nó cũng có hạn chế, là thứ nhất là nó có thể mất thời gian để có thuyết phục nhiều người, thứ hai là nó đòi hỏi là phải có những cái giá trị và mục tiêu giống nhau, và thứ ba là nó có thể bị hạn chế bởi những khác biệt về quan điểm, khác biệt về thứ tự ưu tiên, hay là khác biệt về cách nhìn đối với vấn đề. Đó là cái phần chúng ta đã trao đổi. Thì sau đây chúng ta đi vào cái phần 4. Thì trước khi đi vào cái bài kỹ năng thuyết phục, xin mời các bạn xem cái đáp án tham khảo bài tập thực hành 11. Đó là cái bài tập thực hành 11A. Các bạn xem để có được những lần tham khảo. Bây giờ xin mời các bạn chúng ta trao đổi về bài 12, kỹ năng thuyết phục. Thế thì cái nguyên tắc của cái kỹ năng này là khi thuyết phục chúng ta cần chỉ ra những cái lợi ích nếu thực hiện. Cái lợi ích, nếu bạn làm được điều này bạn sẽ được cái gì đó. Hoặc là chỉ ra những tác hại nếu không thực hiện. Nếu bạn không nộp báo cáo đúng thời hạn, bạn sẽ bị đánh giá thấp. Nếu bạn gì đó, những cái tác hại, những cái sự trừng phạt, hoặc là những cái sự mất cơ hội, hoặc là những cái sự đánh giá thấp, vân vân, chỉ ra cho thấy. Hoặc là chỉ ra cách thực hiện và các dẫn chứng. Ví dụ như bạn là quản lý, nếu bạn nên quan tâm đến nhân viên của mình, vì theo thống kê thì những cái bộ phận nào mà quản lý quan tâm đến nhân viên thì cái động lực làm việc của nhân viên cao và tỷ lệ thôi việc thấp. Đưa ra được những cái dẫn chứng và đưa ra cái cách thực hiện để thuyết phục đối phương làm theo những gì mình nói. Đấy. Thì muốn thuyết phục tốt thì chúng ta phải tìm hiểu kỹ về đối tác, như lúc nãy chúng ta đã áp dụng chiến lược. Vì đây thì thực ra kỹ năng thuyết phục là một kỹ năng áp dụng cho chiến lược dùng lý lẽ, phải không ạ? Đấy, chúng ta phải hiểu rõ đối phương, cá tính, sở thích, những cái điểm mạnh, điểm yếu, những cái thái độ, quan điểm, những áp lực về thời gian bị công. Và ngoài ra chúng ta cũng có thể dùng cái việc đáp ứng nhu cầu của nhân viên để mà thuyết phục họ. Thì nói về nhu cầu thì các bạn biết là thì theo Maslow là con người ta có 5 cái mức độ nhu cầu, phải không ạ? Từ nhu cầu cơ bản nhất, đó là nhu cầu sinh học. Nhu cầu sinh học, phải không ạ? Đó là nhu cầu về ăn, ở, ngủ nghỉ, vân vân. Rồi, kế đến, nhu cầu cao hơn, nhu cầu an toàn, phải không ạ? Làm việc phải an toàn, phải có bảo hiểm, vân vân. Kế đến là nhu cầu xã hội. Nhu cầu xã hội đó là cái
khẳng định, tự khẳng định, tự làm những công việc mình thích theo ý mình, vân vân. Đấy, thì chúng ta càng biết nhân viên mình đang ở mức nhu cầu nào để chúng ta dùng cái việc đáp ứng nhu cầu họ, đề nghị những cái đáp ứng nhu cầu của họ để chúng ta thuyết phục họ nghe làm theo lời của chúng ta. Đó là một cái hướng mục đích mới, đó là thuyết phục căn cứ trên nhu cầu theo cái tháp nhu cầu của Maslow. Đấy. Bây giờ xin mời các bạn chúng ta làm bài thực tập số 2, 12, có 2 câu ha. Câu thứ nhất, kể lại một trường hợp bạn đã thuyết phục một ai đó trong công việc hoặc là trong cuộc sống của mình. Bạn đã sử dụng kỹ năng thuyết phục như thế nào? Kết quả bạn đạt được có như ý không? Nếu có cơ hội làm lại, bạn sẽ làm khác đi cách trước như thế nào? Câu số 2, theo bạn nghĩ, nếu sếp bạn muốn động viên bạn làm việc tốt hơn, sếp bạn nên nói gì và làm gì với bạn? Đây, xin mời các bạn cùng làm trả lời hai câu này. Chúc các bạn làm tốt bài thực hành số 12. Thân ái chào các bạn.